hơn một tí. Với lại Bitcoin à? Đâu có mỗi với cầm lên tin đó. Để nạp tiền mà mua đéo đó. Sao? Họ vốn chưa? Chưa, địt mẹ đang đang lõm 400 đô rồi. Tưởng mua được giá thấp rồi. Giá thấp chứ mà thì thấp thì vẫn là 2.500. Này, ETH à? 2.355 à? Hôm trước cái hộp ái đó nó lên 2.800 cái hôm hồi á. Ừ. Sau tao bán 2.755. Ừ. Sau tối tao cua vừa lại 2.500. Khá là lời rồi. Nhưng mà giờ đang 2.32 mấy mà. Ừ. Lời rồi. Mẹ hôm đầu thì co vào 4.000 mà. Nhưng mà mua được bên là B. Lên cover 4.000 sau rồi cover xuống 3.500 sau rồi mãi mới lên được mấy 3.000 tạ à mấy. Ờ 3.500 sau rồi mãi mới lên đến 2.800 thì tao bán để đỡ lỗ đi thôi, để cầm giá thấp hơn để yên tâm hơn thôi. Nhưng mà thế là lại cái lệnh đó rồi. Ờ mẹ chứ tao bán chứ xong tao bán xong nó đeo xuống nó lên nữa chứ, mẹ chứ hầu hôm đấy mà đeo cát đi hầu chắc đỡ mẹ cũng phải đỡ mẹ có 700 đô rồi. Ừ. Mới lại được bên là bên gì hôm đấy tao chốt cả ETH cả Sol cũng mấy ở 4 rồi lại mua lại 40 đến 35 có yên tâm. Ừ. Cầm giá thấp thấp tí hơn đéo yên tâm lắm thì tao chưa, nhưng mà tao nghĩ là chắc lên thôi kìa mẹ. Ừ, chắc đéo xuống là đâu còn cái lồn thì mới xuống này thì tháng 7 ra ETH 2.0 là cái gì. ETH 2.0 là nó nâng cấp cải tiến lên đó, nó giảm tăng tốc độ giao dịch với lại giảm cái phí giao dịch kìa. Bọn nó muốn làm cái đấy bọn phải lốc lại bao nhiêu ấy, là cái loại lốc lại là một năm đéo rút ra được. Nhưng mà ở thế thì có nghĩa là chủ tiền chết năm một năm luôn. Ừ, nhưng mà bọn lốc đâu rồi, vậy là bọn lốc lại thì bọn cũng được lãi mà, lãi 7% hay mấy phần trăm một năm ạ? Được trả lãi á, trả lãi từ cái việc mà bị lâu á. Ừ, coi như là cổ tức ấy hả? Ừ, kiểu kiểu thế. Nhưng mà cầm coin này có bao giờ được trả lãi ở hàng năm không? Ừ, cầm coin thì bảo là tiết kiệm ấy. Trong app nó có cái chỗ tiết kiệm rồi. Thì như ETH được 0.8% một năm, thấp lắm. À. Tiết kiệm thì có nghĩa là mình không bán được đúng không? Mà coi như là hầu đấy đúng không? Nhưng mà lúc nào cần thì mình rút ra được. Ừ, đúng rồi. Cần là rút ra được ngay. Mà lại còn trả lãi theo ngày nữa. Vậy tao tạo đâu? Thấy đéo đâu? Chuyển thông 3 đúng không? Đúng. Tao chả thấy phòng nào trong đây cả. Hết đục đéo đấy nhỉ? Lạ đấy nhỉ? Để tao tạo. Xong chọn ranking đi cho nó dễ. Đéo thấy phòng nào cả. Trời đất, tạo chưa tạo. Mẹ nhanh nhanh cái tay lên. Không để đăng ký đi. Tạo đấy. Đéo thấy, về đăng ký đi. Đăng ký máy. Máy cũng được, phòng nó ít thôi. Mười ba nhá. Mười ba. Ok. Ừ. Ranking cứ mỗi sau trận là phải lấy lại tao đó. Thì con số tạo nó như nhau mà. Tao tạo nhá. Rồi.
Chào gì nhá? Chào phu. 50 hả? Ờ. 50 sao lại trận bón đất 50 nữa? Trận 3-50. Xong rồi một trận 50 nữa là đẹp. Hết buổi trưa. Thế không sao không trận 4-100 luôn? Ôi. Trận 4 lỡ tao thắng 3 trận rồi vẫn mệt. Đánh trận ừ, vừa thì... căng À, nên con thế. Nó khác nhau mà. Trận 4 thì tao phải thắng 4 trận đang ghi mẹ. Trận 3 này tao có một trận danh dự đi. Thì mẹ xong cuối cùng đánh một xe xong quyết định bằng một trận. Ờ thì mẹ nhiều khi tâm linh đi lễ bắt phải phân đen ngon. Ừ. Trận 3 đôi lúc nó căng thẳng hơn. À mà. Một là tâm lý phải lộn. Ờ. Trận 4 thì mẹ kéo lộn miệng lợi. Vì tâm lý mi ngon hơn. Rồi, xong nào. Yes, yes. Chưa ra tao nghe. Tài khoản tôi kiếm 100 bạc, à kiếm 50 thì... Cứ quay ra đây tài khoản mất 100 đô. Thôi kệ nó quan tâm làm lộn gì. Thì mẹ tao thấy Thành mẹ cho kèo mấy ghê. Thì mẹ cho hôm trước hôm sau tăng bẻ luôn. Con nào? Đời hôm trước trước khi mình vào nhóm có con gì AAVE á. À ADA bây giờ AAVE á. Còn ADA nó hôm sau nó cũng tăng mà. Yes. Ừ, trả đây. Yes, yes. ADA cũng ngon, con nói. Quan trọng thích hay không thích làm cái lồn gì, quan trọng kiếm được tiền chứ còn mẹ thích hay không thì nó cũng thế à. Đéo cần tình cảm vẫn cứ đít được hết á. Không lắm luôn. Không. Đã có nai rồi. Dạ, có luôn. Từ từ bạn đây, tao kéo cái dẹp lại. Cho lắm. Ờ trả đi. Yes. Trả đi. Số con thỏ. All of us.
Rogan? I saw Alamon. Donna E. Larson. Alamon. I saw Alamon. Donna Alamon. Alamon. Here it is. Oklahoma? Alamon. 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 I saw. Oklahoma? I saw.
Alamaz. Ibatani. Alamaz. Rogan? Holmes. Alamaz. Holmes. Holmes. Alamaz. Holmes. 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 Rogan? Isaac. Holmes. 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 Oh!
Đau nhanh nha. Mẹ khoai thì quay lại mắt mớ cung à. Nhà mình Almost.
Muộn gì? Đi sao trước tí trước cả đoạn tầm cái tận 12 rưỡi mà. Dạ, à, vẽ là... vẽ ít ruộng á. Mẹ... Đúng rồi, đánh công an công ca chứ. Không mẹ. Chỗ cái mặt đối diện đấy mẹ làm lên ca đó ngon. Đóng mẹ ca trên đồi ấy. Mẹ pháo trên cao mẹ đồi anh dạ xuống cho con thì mẹ thế nó mới chất chứ. Mẹ cơ bản là kéo đi ra khó rồi. Khó cái gì? Bọn bạn bạn đầu xuất lực bò quá. Kéo lắm là tưởng là đánh chém thì. Hello. Bạn như mình rồi, địt mẹ 13 đéo thấy chém lò ra là kẻ biết đánh cung ào rồi. Nên mới sóc do sóc sóc rồi đi tìm mà lại đi tìm dưới cái góc trên thì xong nhà chính là tàu gần góc 3 giờ mà trong đóng mỏ xuống góc 6 giờ kiếm ăn đấy đây này cái đó trên này bú đi chứ còn gì nữa mẹ bú cái mẹ ơi đang biết được gì vậy. Đi xem cái coi Alan Tico con này mấy là nhà hôm nay hôm qua có địch rồi đó không biết thì hôm qua xem vui lắm rồi thì tưởng là phải Alan Tico lại bàn phút gì trận này nó thắng thì nó vẫn địch sớm nên nó vẫn còn vòng sau mà nên là vòng rồi vòng cuối mà chính thức vòng tối qua là chính thức vô địch rồi. Nhưng mà tao nhớ hình như còn nếu mà hòa thì không thắng được thì vẫn ấy mà. Điên là không thắng được là mất vô địch mà Real. Chứ không phải là phải đợi kết quả của trận Real à? Thì Real mà thắng mà thằng Atletico không thắng được thì là hòa thì là mất vô địch ra. Thì Real đang thắng nhưng mà thằng Atletico cũng thắng.
Lô. Hiệp 1 cũng thua, cũng mẹ dù phải đái là. Mẹ Suarez mẹ về đấy mẹ. Cái mà ăn được hết. Suarez thì nó vẫn hay từ từ ngày xưa. Trận này hỏng rồi bạn ơi. Sương sương mẹ tôi thấy 5 voi rồi. Thì trận này chỉ cần không lỗi thôi. Đúng 5 voi thật. Căng thế á. All of my lỗi thế nhở? Vẫn đeo cái sớm được. Rồi, cầu được 2 voi lúc mà cũng nhận ra gì phết đấy chứ. Vẫn kích 12 nhân lô. Chỉ phần mé nhầm hướng rồi.
Glory, Yuri. All of my. Homeless. Cabadagas. Hello. Homeless. All of my homeless. Redkin. Cabadagas. Mẹ phê đem vẫn lồn vậy. You.
Đâu ta? Oh,
Sao ơi, sao lắc rồi. Lô đi còn mẹ. Thính bả lô. Làm ăn đâu câu? Có cái bài quả ngay sau rừng của mi đó. Vãi lột. Một quả 1S, rồi 2S, một quả 2S luôn đó. Mình phải tìm mái đeo thay đầu thì còn mẹ quần đồng vãi lột. Lớn này mẹ, mình không bị chửi đâu để mình ăn vàng ấy. Cứ mình chỗ có một cái S ấy chứ mày. À. Cứ thấy là chạy rồi. Vãi lột. Thế mà mẹ làm sao chốc được 3-4 con phù kinh vãi lột. Đâu nhiều mà lúc... Không nhiều đặt đơn ấy thì...
Giờ tao còn 800 vàng nữa. Các bạn cũng may bạn kích muộn đấy, bạn kích khoảng 11 rưỡi rồi tôi cỡ cỡ bổ tìm ra mình còn do chạy một vòng ngay chứ tại dương lờ sát quá mà thằng có cái dân ăn cái nai ở gần ngay nhà mi á. Ừ. Nên là chủ ban đéo đẩy dò cái góc đấy tạo nhá thấy đâu đéo biết cái thằng đéo nào gọi mẹ lúc mẹ trận gặp con tịt cái là tịt luôn. Từ nhá. Rồi. Rồi. Yes, yes. Lại một cái thắng 3-1 đấy tích lúa à. Và một tiếc cái lột trả đi. Vâng, giống như trận 2 tích lúa ấy. Đấy. Thầm mơ, đấy tích lúa lắm. Thằng thì phải cãi dơ đi khỏe à. Đó đã thấy đâu, tao thấy nó chậm quá. Cho nhanh hạ lên. Cả mẹ thấy cỏ rồi. Cả mẹ. Thế đéo trận chất 5 voi mẹ. Đéo thắng thêm một cái nào để kích đời luôn. Mà thế đéo nào vẫn kích muộn được. Đéo hiểu tại sao. Bài quả xấu. Không, bài có sợ, bài có không bình thường. Ôi dồi, ôi dồi. Máy dân sắp mời nhá. Hồi đây vẹn lại oảng nên. Rồi chết dần. Lộn mẹ. À đéo chết. Địt con mẹ. Con hai lần hai sư tử vẫn đéo chết dần lần à. Bịp vẽ lột. Hai con giòn đấy bạn giấu kỹ á. Hai con giòn ít máu ấy mẹ đừng để tôi tìm thấy. Một con thôi. Thì đéo là một con cân hai lần. Ờ cân hai lần đấy. Vẫn đang còn 8 máu luôn. Cả mẹ bịp thế. Hai All of my,
fury. All of my focus. All of my Đồn lại nghèo rồi. Thịt mẹ của thằng ra trốn ở đây à? Thật. Đi con mẹ lên đời sớm phải cá lâu. Lên đời này đánh cái đéo gì ở cao. Homeless.
cục lắm á. Darwin. Đi còn mẹ phải e luôn. Oh!
đông cung ha. Muộn vãn hồn ra. Chạy đâu rồi, mẹ tắt ra nước mà chạy đâu rồi. Á, à, chạy đây, chưa kịp đóng ép. Lợn này. Hết cổ đeo đón được ép. Cái lâu thì mẹ thấy đeo là thì bạn mình kích đời tù đấy nhở, giờ toàn kích 12 thôi, đéo hiểu sao? Cái lỗ thì mẹ tao kích tao xe nó toàn kích 11.5 mà mình kích 12. Cướp trận này mà mình mà đài kích mẹ 11. 10.5, mình nhưng mà mấy trận trước trận này đẹp cả đái ra. Mấy trận trước trận kích 11.5 gì mà mình kích 12 thì tao lấy ra cửa. Cái khổ à. Trận này mắc xe nó đẹp nè. Maxe đâm y nó đẹp.
Sen này. Yes. Sen thì hai đều tâm lý trận ai một là khác hẳn thì hai đều tao lại tâm lý thì dễ lao 30 giây đi bạn. Lại một chiến thắng 3-2 để tiếp nối. Cứ cứ lô thì giữa 3-1 cũng tin đấy ba hạng chắc được. Chị em phải ở một hơi rồi. Đúng rồi. Kịch vẽ lộn. Thì thế tâm lý vẽ lộn rồi thì cật vẽ. Không, trận này tao yếu. Cho nên mẹ mãi chém một lúc. Dân tâm khỏe vãi đái ra, cung rửa đéo ý nghĩa gì. À mà cung rửa tao chưa có giáp. Trận này lúc đầu mãi lúc chém lúc tao mới có ấy mà tao mới cứ chạy bánh xe à đâu may có lực thì may là được quả mẹ vào nhà mẹ vốn con chém vào nhà mới lợi lại tí không cũng khó đánh xong đều lắm khó à ban làm ở à, đây sao tao vào được tao vào được bốn con chém rồi tao chuyển qua luôn mà mẹ xăm ấy làm thực châu mà khoanh ruộng thôi là mẹ thịt là ấm no rồi. Đỉnh bài quả đấy kẻ búa hết được bài quả đấy ngon. là đi cùng lờ chuẩn thật ngoanh ngoái may mà mình lại xây A đấy cũng bảo kê được mà nói chung tao chả quan tâm bài quả tao chủ yếu tao mẹ kéo cho mi cửa công A lại mi không đợi thôi chứ còn chả đi yes yes thế mẹ vẫn cứ đợi như thường thì sao lại một lấy cung mẹ cứ bảo là tao cứ băn khoăn thì mẹ giữ lại hay là đi giữ lại hay thì mẹ cái đó ấy thấy tao là tao muốn mẹ lại để tao còn đẻ quân ra cho kịp thì giữ nhưng mà thì nếu mà cứ giữ lại mình cũng có tỉa thôi mẹ thôi đấy mẹ đi thua địt mẹ người nằm trong tay chiến thắng có khác địt con mẹ ơ quá đau ô thôi ăn lồn rồi căng quá luôn quá đéo ăn được rồi địt con mẹ quá đau bùi gì này ơn trời người thua mãi rồi ngóc đầu rồi lồn thì còn mẹ lại cả mấy zip nữa cái zip khỏe mà nhưng mà nó cách đời nó không khỏe à? Nó cách đời nó không khỏe còn con nào cách đời nó khỏe cơ còn con nào nó ép đời khỏe nãy giờ mẹ toàn kích muộn vẽ lồn toàn kích 12 mẹ phong độ đi xuống vẽ lồn rồi đầu ắt lên đấy mấy trận trước cũng giàu mà trận Great cũng giàu vẫn kích mẹ mười gần 12 11 rưỡi gì đấy lại cùng A thôi thì mẹ cùng A bán đầu vãi lồn chẳng bán ít cùng thôi không bị thằng bên cũng gì á như cái gì và đấy kéo được cùng mình có đi ra ngoài bớt không mà đang lúc ấy ở nhà ít đấy tao cái bánh xe muộn mà tao lên đời là đủ thực cái bánh xe đéo đâu đâu có đoàn chỉ đủ đồ chỉ đủ kích thôi đổ đi đi mày em mày đổ đã xa rồi lồn trận lồn nào cũng đòi quả phụ mày để khác chơi chứ tao đỡ phải suy nghĩ nhiều chuyện dò con này con đỡ yên tâm này con này zip này giáp cái này quá thật cái
Con mẹ quả như đầu buổi. Thôi, kèo này không thắng mẹ nữa rồi. Kích đời rồi. Đấy đi đâu. Lên rồi lại về lùi rồi sao? Bị sốc mà đéo sốc được mệt cả mẹ. Đi dò bãi vàng, đã trực bãi vàng, muốn đánh phủ. Để mẹ bãi gỗ tính sau. À đứng đây đã. Đánh vàng. Ok đó. Bắn lồn à. Trời cối, đi bạn chung kết rồi, trời cối chứ. Ôi đi còn mẹ con giò nó giấu trong này. Đây chạy cối. Là hết dần cho Quyết vào. Chưa hết dần cho Quyết. Đi cái mẹ mày nắp ra bụi cây à. Bò 9 mét ra em đâu còn được chạy. Thôi đi, chạy rồi, chép ác. Thôi chạy vẫn lọt này.
Thế lon nào vẫn lọt được bị vậy? Thôi. Địt con mẹ quên đang chặt gỗ ạ. Bị là cái cung giờ kéo đến. Lực khỏe giờ chém thế vẫn sống. Tài. Địt mẹ biết ngay mà lên lốn gì cũng rình rình lên cung A mà. Địt con này.
Là thư con à? Chạy đi đâu? Homeless.
Bú hết hai con voi rồi, nhanh vãi lồn. Rồi chạy đâu rồi coi. Thì xấu dân kỹ ấy nhở. Thằng lại. Đi khỏe nhìn kích đời vãi cá lồ. Cá lồ thật gì. Đó là sao kiểu cái gà lớn gì.
Thì mẹ ra mình nhớ nhìn được cái góc trong này nó xe nhỉ. Đâu tao. Để ra giống À. như mẹ trời trống này. Tài lộc quá. Địt cả mẹ, địt cả thân lại, địt cả lẹ, kích vãi cả lồn. Đang muốn đi còi. Đang nghe tâm lý tự dưng lại mẹ tự dưng lại mua ấy mọi người. Hai đều à? Không đơn giản tí nào. Địt mẹ. Nào xem nào, này rất đĩa không không địt cả này không phải là công mẹ giờ mà nhìn thấy mẹ kiểu mẹ gì à, AC tâm lý mẹ đánh người không tao muốn xem cơ à, chả đây từ từ đấy cái đèn đấy chủ đây đèn này đèn xem kéo về đúng rồi mẹ là Roman. Roman càng tích đời. Roman nếu mà bài đè lại thủ công A thôi, cái đó địt mẹ lại thay quả rồi mình chết hết cái đó buổi địt con mẹ. Chưa phải quả xấu nếu ăn nữa thì đúng là. Ừ, các bạn mình đến nhà tao đang đang còn thay quả đang còn nguyên mà đang còn ba cây nữa. Bán cái thằng giới này thì. Làm điếu thuốc vào nó khác hẳn bạn thì cả đấy tâm lý thoải mái vậy luôn. Ua cũng ngáp đúng không? Ua cũng cứng gầu à. Nói chung là còn phải xem bài nào. Bài vỡ mà như bùi thì quần lồn thì cũng chết. Nói thế cho nó vuông. All of my spirit, all of my spirit.
Cứ đi con mẹ. Đi con mẹ lại dâng lờ nhà đó. Rồi chết rõ, hài lắm. Đèn thế mình thấy con nó chùa ấy đang ngon. Ai ngờ lại thành mối nó. Chán thật. Phục lắm á, even tani. I saw some fury, almost even tani, wreck it. À đi con mẹ đã cắm được 2 lờ rồi, vãi lồn à. Con mẹ với e bắt giò kìa. Con mẹ tao kích vào bánh xe à. Ôi trời, thôi để con mẹ chơi vào đây còn thấy nữa. Để con mẹ khó phải lột. Đéo dễ thế lột nữa kìa. All of my
Con mẹ phù thế được luôn con dân cả vãi lộn ạ. Kêu lộn gì? Thằng ăn con mà đánh được. Thêm 4 dần nữa vậy. Lắc theo gì? Chẳng sống dần đầu kỹ thế.
Cơ mẹ phù thấy được một con à? Nó mang lạc đàn đến miếng ạ. Hay lắm. Vấn đề là bây giờ nó đang núp ở đâu? Còn nữa đâu. Nó có làm ở đâu mà nó ăn được nhỉ? Oh,
Ok lồn. Chết mẹ chém. Bị bả. Rõ ràng bo rồi thế lồn nào. Để nó chạy vào cái tổng. Bịp thế nhở? Đi con mày. Đã uống hết đại quả này. Lồn xịt con mẹ cay thế à. Trận này tao lại kích được. À thì đã đang bố lấy hiệu cạnh mình đây à. Lâu lần thật, kéo đi, thật thua đi.
Cái đợi không sớm hơn máy mà. À, chà 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 chà. Trận cuối hả? Hết nợ à? Cay à? Hết trận cuối này mới hết nợ chứ. 3-2 làm chi? Thì một trận... À, thì ý là ý là trận cuối rồi, trận hết nợ đấy. Ừ, thì mẹ chắc có khi quên mẹ nó rồi. Chắc mày cứ tưởng trận cuối mẹ nó rồi. Thì mẹ mở ra mẹ mất trăm đô thật. Thì còn mẹ nha mẹ. Từ từ cháy giá đấy cả. Ngoài đời mất 100. Trong game mất trăm. Ở ngoài là cứ tính đơn vị là 100.000. Ở trong là cứ tính bằng đô. Nói chung là ngày hôm nay mất 200. 100.000 và 100 đô. Nghĩ ra thốn em thì cả. Không thả đi bạn, vội đâu. Mẹ ăn 2-3 ngày công, 3 ngày công. Lộn. Hỏi xem Đức có khỏe không kìa. Đi mà Đức mấy nghìn? Thì tao nghĩ 5.000. Chắc phải hơn đấy. Ờ chắc hôm qua, chắc hôm bắt đáy cũng vào thêm 2-3 nghìn rồi. Nó còn mới sàn mà. Bây giờ vào trăm đô nó ít ỏi phải lộn đi. Ít cái lột. Cảm ơn. Rồi tao cũng mua cỡ 1 ETH với lại 2 ETH ấy. Với lại 5 BNB hết kiểu ấy thì... Thằng Little Bear đã vào mình chưa vào nhỉ? Vào từ từ thì sẽ vội đâu nhỉ? Để nhanh nhưng mẹ mắc châu son trận đó đi tao thì... Mày... Trận cuối mà cứ tưởng tượng đấy khi tì rồi. Mày lắm thì phải giả chứ. Kiểu giả kiểu giả chứ cũng sang ngay xì. Làm điếu thuốc kia nó phong thả bạn. Trận căng vẫn lồn cho địt mẹ vừa mới lên đời tham còn 19 ạ. Tao đéo có thuốc. Thì mẹ trận kích hụt bánh xe à. Thế thì mẹ không mà chạy ngon lành quả đấy rồi. Dốc nào. Bật tí à. Kéo à. Bắn đi luôn. Chạy à. Yes yes. Chạy đây. Ôi xin lạc đốt đít cái mẹ. I see that. Đã. Biết mà đời chơi chiêu lắm. Nhưng mà vấn đề thấy quả đã quả thì mẹ lại nằm tít ở chỗ đéo nào đéo thấy thì ăn luôn này. Thì mẹ lại thấy quả rồi đít cả. Đéo chưa thấy đi. Bố lại bóc phép rồi. Địt mẹ đi xem chưa thấy. Ồ lôn địt mẹ bài này quả cũng đeo đóng được cờ. Địt còn mẹ nó đời à. Đời như cái đầu buổi. Chán vãi lồn. Đi phải 2 phút cho sóc một giòn này. Mà đen răng chưa? Đen rồi. Đen rồi mới cho sóc được chứ. Đen mẹ chưa đen tao sóc rồi. Đi con mẹ quả xấu vãi lồn. Trận ấy còn có mẹ hưu lùi về sớm năm này. À nói xong mẹ thấy hưu luôn này. Nhưng mà vẫn chậm nhiều giờ lắm, trận này tao nghĩ chắc phải chậm 4 giờ. Mẹ ăn cùng với nhau thì vui. À, tự nhiên thoải mái. Đéo đòi trả thua. Lại giang giông cùng ăn. Thôi. Đấy chéo rồi ăn lại thì cả lùa cho. Thì ăn lại bắt đầu đi chặt dần. Lại tức mà chết. Không đưa. Là nữa.
Chẳng này, chẳng này lại giống trận hôm trước tôi gửi cho này lại không nga kẹo cá nữa thì thôi. Thì, này. Ta định kẹo thành thế ý tưởng hai. Định ra video phải bồi tao mấy cái ý tưởng, mẹ thua ra. Thua đéo gì. Mẹ người ta đã chơi, người ta đã thắng rồi, chứ phải là không đéo đâu. Người ta là cao thủ rồi. Chỉ số giò là biết à. Nghèo thật sự đấy. Thôi địt con mẹ. Thế sao nữa đấy? Mẹ không kích đời 3, mình chưa kích đời 2 nữa. Bị phải lồn. Đi mẹ kích đời 2 11 phút này. Thôi đi trả 3 trận lãng phí rồi. Như lồn rồi. Thật mà anh chị bạn nói đi không đéo gì. Bạn cứ nói kiểu đấy để tôi có thua tôi tiếp nuối thì kiểu đi. Nó như thế mình còn đéo thắng được thì kiểu đấy đau lắm, đau hơn họa. Nói thật để đéo tin chứ. Đoán xem nào. Nhưng mà kệ mẹ bạn đừng nói tôi đau lòng. Trận này đoán xem cộng nhà hướng nào. Đi con mẹ kích 13:30. Đi con mẹ nó lên đời 3 mình mới lên đời 2 ạ. Thôi công ơi. Đằng nào tiện mất rồi thì thôi. Mất thêm 5 chục nữa cho nó ấy đi. Oh,
moment. Malamoth, Isa, Isa, Isa. Ôi gì còn mẹ à, vã lồn à. Chạy nhanh lên các con. Nó dính trên đít rồi kìa, tỉ cần mẹ. Đừng đi con mẹ còn một giờ nữa, vãi lồn. Địt mẹ cho tao đóng cái A đi, địt mẹ. Đéo chơi thế. Đéo cho người ta đóng cái A nữa chứ. Chơi bận vãi lồn. Đi con mẹ. Sợ nhà nó thấy hai kích cung rờ rồi. Đi ra khoai vãi lồn. Ôi ôi. Thôi công ơi. Ui đi con mẹ đông cung vãi lâu.
xôm xôm. Ăn lồn rồi. Ok, sao lại đứng lại? Ok à, cái con mẹ. Con mẹ đông cung vãi lồn. Mệt mỏi nha. Homeless.
Ôi, địt cào mẹ. Vãi lời kinh đời ạ. Vừa phải thôi nha, địt cào bây giờ đây mà bắt không mua nữa. Địt ra. Trần nữa ơi. Trần nữa ơi, cay cú lên. Địt cào mẹ cay cú lên luôn rồi. Vãi lời. Cái tờ gì còn mẹ nghèo và có lột quán thì đã ăn hết được luôn ấy. Trận này may là thì phải kiểu tìm đến phải quán là muộn ấy, nhưng mà lại tìm được là phải có đôi. Ừ, phải có lộn. Đi con mẹ. Đây là cái việc sớm. Đi con mẹ lại quá sớm, lại đéo có đồ ăn, đéo có phụ luôn ạ, phải lột. Thế mới là cuộc đời bạn ơi, bạn bắt được con đẹp luôn mà. Cứ như tôi ổn định thế này ngon. Cái cú địt cả mẹ. Sao? Thế mà đánh chấp chứ địt mẹ. Mày là còn nói AC mẹ. Bài đẹp đấy lấy mẹ ăn tiền đi. Đánh làm cái đéo rồi. Địt cả mẹ nó kìa. Cái cú vậy luôn. Địt cả mẹ. Sao nhờ trận này sao nhờ? Mày quá mình đến đúng. Làm cực thôi. Một trận nữa nhá. Một trận nữa vãi lồn ạ. Thì cái này ạ. Coi như là gỡ kèo. Vỡ kèo cặp ba. Lại cái là yes, yes. Sáng nay thôi. Không có lệ hỏa bằng tiếng. Yes. Ờ ok. Để cho Son mắc xe này. Đó thì nói chi rồi. Mà tao là chuẩn đẹp. Cái lồn mi hoan thôi. Ô địt con ạ. Tính ra bi đoan này dở thì mẹ bắt buộc mình chém. Anh cung rồi mẹ. Em đánh rồi. Địt con. Khi mẹ thấy tao đéo đồng vàng. Địt con. Đánh cung đầu vào để cho đội bạn sợ. Phải đánh chém. Ơ lại đéo thấy quả nè. Địt con mẹ. Thấy rồi đúng không? Lâu muộn vãi lồn đấy. Sao? Không có đâu vui nữa. Trước thì mẹ thấy quả muộn nhưng mà thấy đôi voi á, phấn khởi hơn. Bến xe à, vãi lồn. Đóng nhanh lên đi. All of my Rogan, all of my Donna E. Bookworm, all of my Glory, all of my Rogan, all of my Glory, all of my Rogan, all of my Glory, 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 all of my
moments. Oklahoma, no contact. Con mẹ lại lên tôi rồi à. Còn mẹ con cũng tê lên ạ, vậy cả lồn. Thôi công ơi đừng răng nữa, răng cái lồn gì nữa. Homeless.
Địt con mẹ. Được lắm hơn chó này. Thua keo này tao phải keo khác. Chạy đấy. Đéo ơi mẹ chơi đốt hết nhà chơi cái lồn gì. Gái mẹ bị ai giúp. Địt con mẹ. Chạy cho nó bắn được kìa. Địt con mẹ cày vãi lồn. Đốt đốt đi. Lồn mẹ. Đéo thật cửa hồi luôn à. Vãi lồn. Đi mẹ vãi lồn. Kéo tiền mà bắt cô cho cửa hồi. Lúc mình tàn đau chắc mình tàn đau hồn đấy. Đi cả mẹ khó tính vãi lồn. There's
sao có thể há mồm nói câu ấy được. Phải quả là đau bu nốt đi. Điên cân lại có cái lồn à. Lồn nốt à. Đâu phết. Vào đây mất hết cung phải bán. Còn nhà có thiếu đi. Hết cung cũng phải bán. Đấy. Đây cho nó vào đây tách. Tách. Lùa từ ba để bắn nó chết. Được cả mẹ. Thiếu cung R nữa, phải lột rồi. Cung... tôi quay về đô đa. Kể mẹ cho sóc. Đấy, tôi cho bạn hồi đấy, tôi đi đô đa bạn. Đi cầm mẹ, khóng lọ bạn lột. Đi cầm đã đam mê, đánh cái lột gì nữa. Cái đó đấy, cái đóng cửa à, cái đấy là đời lắm. Tao chắc tao lên cái bản đồ đấy. Địt cầm mẹ. Khoài mẹ luôn. À thôi, địt mẹ còn có 3 giờ là gõ bắn cái lồn à. Mình đã bắn ra được A này, tài thật thịt luôn rồi. Địt con mẹ còn có 2 giờ ăn gỗ cũng bú được. Địt con mẹ để người ta đừng sống ấy chứ. Cá tự bắn đấy. Địt cá lẹ. Hết mẹ ra rồi. Thôi giải trình nhá. Địt cá lẹ lớn này. Đấy là tao thấy bên trong dần đéo đâu mà bị kêu. Địt con mẹ đúng cái kèo lốt này địt con ạ. Lúc đó đéo cái kèo lốt. Cái cú phải lồn. Lúc đó thì đéo cái kèo kèo lồn. Bơm cho trong gỗ cái sóng cái nhà chính mới nào để ai chơi đi đây. Thì đã bơm thật luôn ạ. Còn mẹ ngày xưa tao nhớ mấy cái lúc gì đấy tao bị cũng hay ấy mà bị cũng hay tao mới vài cha bố tao bắt 10 nhà e được chi thì hài lắm thì cài vẫn luôn. Địt con mẹ. Địt mẹ. Nó bơm nó. Nó bơm cho để địt mẹ nó hành tiếp. Tao gần ra để mít e mới ra. À địt mẹ tháo nó còn nhiều lắm. Ôi toàn thế thì chắc. À nhà nhà đây rồi. Rút ra. Địt ca mẹ. Địt ca. Địt ca. Đất cám gì vậy? Không để trường qua cái con lợn này được. Mày học qua lại lên 5 con đai. Khá là đai, vẫn phải vàng. Bảy gỗ, bảy vàng chung nhau. Đúng không? Đúng rồi đấy. Đúng biết gai. Đi qua. Lồn. Somers. Thôi, giờ sắp sắp buổi. Còn đâu. Địt cả lẹ. Đéo hiểu cố cái lông gì nữa. Đã chơi hết dân chú quyết, địt cả lẹ, sợ cặc.
Đi ra tí thấy hot tông tông đến nhà này. Đi có rẻ tham mà phải cả lộn. Tham nam. Thôi đi mẹ, thay nở nhanh á. Á, đi cơ nữa. Đi cơ rồi. Rồi cũng được, bố sắp hết bài quả rồi. Cũng mát lòng mát dạ rồi. À, được. Kiếm cái chỗ nào xây à đã. Chỗ nào. Còn có bị bạn đông lắm. Nó vẫn nghi là quân quanh chỗ này. Đi con mẹ hành cho băng chết thì thôi à. Đi. Ô đi con mẹ. Tự bắn. Slow này. À mà tao được bắn nhà mà tao được bắn dân đấy chứ. Không cùng ai nhá, cho đùa anh em ơi. Đi tìm nhà còn đi. Đi con mẹ. Ngồi để dẫn những người kể chuyện. Đi con mẹ. Khai giờ gì cả mẹ. Thôi đi cả mẹ. À, không có nhà, không có nhà rồi. Đâu được. Lồn này. À đi cả mẹ lên lồn rồi. Đi cả mẹ ăn lồn rồi. Hài lắm. Thôi được. À đi cả mẹ không khá. Đi cả mẹ. Đi ra hai nhóm thế là cùng ạ. Ôi đi phải cháy hết rồi. Lồn. Sự dư lỏ lắm. Cháy hết cả ruộng. Cháy mặt răng mấy con bạn đã đẩy rồi. Thì mẹ đứng đây để cho hơn thì đặt đéo nặng chết. Lớn này khó chịu nhỉ, lại còn cái toàn lớn là đốt A này, à đốt E nữa. À đây đây đây, à mình có ca rồi mà, ca trội nhanh. Đúng rồi, đủ rồi. Mình biết nhỉ? Đi con mẹ. Đây con bé nhỏ ruộng lắm rồi. Đấy, úi trời ơi, đang vẽ này. Kinh chưa? Vẽ ăn lỡ này. Solo solo ca với ấy luôn. À đi con mẹ, lại dình cho đớp dần của mình. Đâu đâu? Mát thịt cả mẹ luôn rồi. Mát thịt cả mẹ luôn. Mát thịt cả mẹ. Quyết định. Đéo chỗ nào là an toàn cả. Hai con R đây, ba rồi, đây ạ. Tao định đi bắn cái BG ấy thôi. BG miệng của tôi đấy. All mars. Số con trò. Ơ, bạn chịu. Chẳng cảm cả.
Ôi địt con mày. Máy đồ lên ra đi đi đập ca. Rẻ. You load. Khó sống thằng này nhờ, thì con mẹ này biết hành mình rồi đấy. Đi cả mẹ. Cái cú vẫn lồn ạ. Bắn cái lồn à. Thôi thì mẹ chú ở đây à. Lồn thì tao dám điều khiển nó thầy luôn chó điều. Thì mẹ mẹ nhiều danh dụng thế thì coi. Rồi bắn cái BC đi ông tí lên bốt ra. No. Ready, have a dagger. Ôi, tôi đánh nhé. Mấy chỗ đéo dành thì còn mẹ dành đéo được mẹ đâu biết rồi. Vãi lồn liền đặt dần nó nhiều hơn tham của mình ạ. Vãi lồn ạ. Đi con mẹ đập đôi ạ. Và con lôn địt con mẹ và sao đéo buồn công. All of them.
Thế thì bảo có bán chặn rồi à? Đi con mẹ vẫn lộn cả một phát chết cả đàn luôn ạ. Bỏ ghê vã lồn vẽ giúp cho đéo nào cũng thấy được ạ. Mẹ đéo hiểu sao mẹ người ta bắn đồ do rồi người ta để cho mẹ phát triển rồi vẫn bắt người ta thua được. Đi cả mẹ. Tham nam vẽ lồn. Thôi đi ăn đá mẹ tí còn đánh 22. 22 với ai? Cùng thiết. Bọn không chơi hả? Ờ, bọn 12 tuần này. Chát nhá.